Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và bây giờ đang là 8 giờ sáng của ngày 15 tháng 6 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành làm video quay lại quy trình thép vàng công nghiệp bộ hoành phi câu đối cho gia đình nhà anh Hữu tại Ba Vì. Và qua video này, cơ sở cũng làm thỏa mãn các cái nhu cầu của tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh được làm bằng gỗ, và đặc biệt là về hoành phi câu đối. Cơ sở có chia sẻ tới quy trình làm sơn cầm, đập lá vàng và vệ sinh vàng sạch sẽ. Các quy trình này được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị có thể theo dõi qua fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành các cái hình ảnh. Và trên hình quý vị và các bạn đang xem, đây là nghệ nhân Dương Văn Hiền đang trực tiếp làm quy trình sơn cầm trên nền chất liệu gỗ gụ và đã được sơn PU cánh dán sáng theo với yêu cầu của gia đình anh Hữu tại Ba Vì. Anh đã đặt hàng online chúng tôi một bộ hoành phi câu đối, thì hôm nay chúng tôi có quay lại chi tiết một lượt cái quy trình thép vàng lên các cái phần chữ Hán Nôm cũng như chữ phụ đề tiếng Việt để cho quý khách tiện theo dõi hơn. Đây là câu đối vế phải Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Và về cái quy trình đập lá vàng cũng như quy trình sơn cầm, yêu cầu người thợ rất là tỉ mỉ trong các cái công đoạn, mặc dù là rất nhỏ. Và nhiều khách hàng đang thắc mắc là không biết nên mua cái bản lá vàng to bao nhiêu thì hợp lý. Hiện nay trên thị trường thì lá vàng công nghiệp có xuất xứ từ Trung Quốc, Đài Loan. Nó có các cái bản như 4,3 x 4,3 cm, 8,8 x 8,8 cm và 9,3 x 9,3 cm. Thì ở đây chúng tôi đang làm đó là lá vàng 9,3 cm bản vuông, lá vàng công nghiệp hay còn gọi là vàng Đài Loan. Và bước đầu tiên chúng ta làm sạch các cái bề mặt cần dát vàng. Ở đây các bề mặt đó là gồm có các chữ Hán Nôm và chữ phụ đề tiếng Việt. Chúng ta lót lên 3 lần để giúp các cái sản phẩm khi chúng ta thép vàng vào nó phẳng và mịn và độ dính của lá vàng được tốt hơn. Và trên thị trường thì quý vị và các bạn đang dùng các cái sản phẩm như Hakowa, thì ở đây cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh lại không dùng các cái sản phẩm đó, mà chúng tôi dùng đó là sơn Nhật được bày bán tại làng nghề với giá rất là đắt trên thị trường hiện nay để làm cho quý khách được yên tâm. Tôi xin nhắc lại là bản lá vàng là 9,3 cm. Và về quy trình làm sơn cầm, chúng ta phải bôi rất là tỉ mỉ vào các cái bề mặt chúng ta cần thép. Và để nó khô tự nhiên thì khoảng từ 1 tới 2 giờ, và theo với điều kiện thời tiết tại Nam Định thì chúng tôi quy ước nó khoảng 2 giờ đồng hồ chúng ta có thể đưa được các cái lá vàng vào các cái bề mặt mà chúng ta đã bôi sơn cầm. Khi chúng ta quét sơn cầm cũng dùng các cái chổi có lông mịn rất nhỏ thôi thì nó sẽ không bị ra ngoài nhiều. Và bây giờ là chúng ta đã được thép vàng thì chúng ta sẽ ấp các cái lá vàng ở giữa hai cái tờ giấy trắng lên các cái bề mặt chúng ta đã bôi sơn cầm. Chữ nào làm trước thì chúng ta sẽ thép trước để không bị khô. Cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành quay phát lại tất cả các quy trình làm về đồ thờ cúng tâm linh hoành phi bằng gỗ, đặc biệt là các quy trình thép vàng công nghiệp cũng như vàng 4 con 9 cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc có thể theo dõi được ở xa mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Và khi thép vàng xong, đến bước tiếp theo đó là chúng ta dùng các cái chổi lông cỡ lớn, chổi lông mỏng để đập các cái lá vàng vào bề mặt thì nó sẽ lại hiện ra các cái bản chữ Hán Nôm và chữ phụ đề theo đúng như ban đầu. Và tiếp đó là chúng ta vệ sinh các cái phần bụi vàng, thì chúng ta dùng có thể là súng hơi, rửa xe máy hoặc là các cái chổi lông cỡ lớn để quét cho nó nhanh.
để vệ sinh cái bề mặt sản phẩm. Những cái mảnh vàng thừa nó sẽ bay ra ngoài, chúng ta sẽ gói vào và bỏ đi, chỉ giữ lại các cái bản diện đã được thép vàng. Và lưu ý tiếp theo đó là những vị trí mà chúng ta còn sót thì chúng ta sẽ làm về sau, bổ sung, làm lại lần 2. Và sau khi dát vàng thì ít nhất là 24 giờ trong cái điều kiện khô ráo thì chúng ta sẽ tiến hành phủ bóng lên bề mặt vàng. Ở đây chúng tôi phủ bóng nó là sơn Nhật, sơn đắt tiền nhất hiện nay. Hay quý vị và các bạn vẫn hình dung đó là như sơn son thép vàng phủ hoàng kim, đó là sơn Nhật và có pha ít xăng thơm. Và sau khi phủ xong thì chúng tôi sẽ phải cất đi vào một chỗ gọi là khô ráo và sạch sẽ để không được bám bụi. Và sẽ là đóng gói, bọc gói và chuẩn bị bàn giao tới tay khách hàng được các cái sản phẩm mỹ mãn và đẹp nhất. Tất cả các video này chúng tôi sẽ quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng theo dõi trên trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các cái video clip cũng như về trực tiếp tại cơ sở để đặt hàng các cái bộ sản phẩm theo ý muốn của mình. Và tất cả những khách hàng đặt hàng online, quý khách sẽ được xem các quy trình làm các sản phẩm của gia đình được chi tiết nhất. Đó, bây giờ chúng tôi bắt đầu dùng các cái chổi lông, như quý vị các bạn có thể gọi đây là chổi hay quét sơn cũng được. Bắt đầu đập các cái lá vàng vào các cái phần sơn cầm thì nó lại hiện ra các cái mặt diện của chữ. Cái thời gian bôi sơn cầm tùy thuộc vào tay nghề của từng người. Nếu chúng ta làm ở nhà mà căn không chuẩn thì vàng nó bị lỗi rất là cao. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ quý khách hàng là các bác có quay chi tiết lại các quy trình để cho những người chúng tôi có thể làm được tại nhà. Nhưng chúng tôi vẫn khuyên là vì tùy tay từng người, thì chúng tôi làm thợ rồi, gắn liền với nghề lâu năm, trên 50 năm, thì tay nghề nó vẫn cao hơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn làm bình thường một bộ thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều công sức. Thì quý khách nên lưu ý cái điều đó. Bộ hoành phi câu đối này với thông số kích thước đó là câu đối này dài 1m97, rộng 28cm và dày 4cm. Đây là câu đối vế trái được điêu khắc đó là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Toàn bộ các bề mặt bản chữ được thiếp vàng Đài Loan, lá vàng 9.3cm. Còn quý khách nào có nhu cầu làm vàng ta thì lá vàng nó chỉ vuông 3cm thôi. Lá vàng rất nhỏ và yêu cầu kỹ thuật người thợ còn phải cao hơn nữa mới làm được. Khi làm vàng thì chúng ta tránh lưu ý đó là về vấn đề gió. Chúng ta để gió vào thì lá vàng nó sẽ bay mất, làm rất là khó. Vì thế chúng ta nên làm trong phòng kín là tốt hơn. Và bây giờ quý khách cùng theo dõi tiếp. Chúng tôi thép vàng đến câu đối thứ hai. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách thấy hay, quý khách hãy chia sẻ cũng như ủng hộ chúng tôi một lượt đăng ký thì cơ sở sẽ ra được tiếp các cái video mới nhất có thể cho quý vị tiện theo dõi hơn. Và bây giờ chúng ta cùng xem tiếp.